Đấy, đây, cành này được rồi nhá. Đấy. Ra im. Cành này được rồi ạ. Rồi cắt tiếp cành thế nào. Nhát cắt này là nhiều triệu rồi. Em yêu. Wow. Đẹp quá. Một cái này nha. Đẹp quá. Đứng chết chết ra chỗ này. Đấy. Cứ cầm nguyên thôi. Đừng chạm vào đây nó tắt mất nút và nó tắt. Đúng nhá. Người xem chưa? Đấy. Rồi mình sẽ cắt đây phát nữa cho nó côn cây. Xịt xịt luôn. Đây nhá. Đây là cái thân này. Thấy không? Đấy, giờ hạ vào nó đi. Đi để thay cái phát thân mới. Đấy. Được quả. Được quả cây mới chưa? Hả? Quả cây mới quá chuẩn luôn nhá. Đây. Này. Này nó là đây là con ạ. À. Cũng được một cây mới luôn. Thấy chưa? Cây mới đẹp luôn. Tuyệt vời nhá. Thấy không? Đấy. Giờ được bảo vệ thân này. Đó, cắt đến đây. Rồi đến đây hay đến đây, đến đây hay đến đây. Giờ chơi chơi theo kiểu rụt rịt. Đấy. Người xem nhá. Thấy chưa? Đây nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy nhỉ. Mạnh tay phá. Khai phá nó. Tuyệt vời. Mình tiếp tục mình khử cái quả ngọn này. Quả ngọn này cho ăn đây thôi. Nha. Đấy. Tiếp tục nhá. Để mình tiếp tục. Đấy. Các bác thấy là quang hẳn chưa? À. Nhưng mà em sẽ quyết định là làm thành cái cây rụt rịt. Cây rụt rịt nhá. Ngày xưa là muốn là cho gắn cái chậu to. Đấy chưa? Từ đây sẽ trồng ra ngoài.
đây nhá. Gốc này nuôi là cũng tương đối già, kéo lên phải 20 năm rồi. Thế bây giờ sẽ chỉnh thành cho nó rụt rịt lại. Rụt rịt lại và được thành mấy cây nhỉ? Đây đi, cắt đây cho nó. Đây được một cây nữa nha các bác nhé. Cây nữa đẹp chưa? Thôi. Cây này đó. Được cây đẹp. Thấy không? Tuyệt vời chưa? Đấy, thấy chưa? Được quả gốc phôi nhá. Chốt lại bao nhiêu năm, bao nhiêu năm bây giờ chỉ còn được cái gốc phôi. Thì nữa em sẽ tiến hành đục. Đấy, các bạn nhìn xem nó già như này. Này, đây nó già. Giả đanh này, giả đanh này. Thôi, xin cảm ơn các bác nhá. Lần đầu cắt phá cách một cây xanh. Trước là định nuôi kiểu dạng dáng làng, nhưng mà bây giờ phá cách làm lại. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Xin cảm ơn.